Rồi, chào các bạn, mình đang ở Cầu Đất. Đồi chè Cầu Đất. Đang ở ngay đồi chè Cầu Đất. Đây có quán cà phê nè. Chỗ này bán cà phê, bán đồ ăn, bán bắp rồi cái thứ, bánh bao. Đây có một cái sân để chụp hình lấy cái cảnh. Đi xe máy lên tới ở trên cái đồi luôn. Ở phía dưới có chỗ giữ xe nữa. Nhưng mà đi lên đây luôn không được, đi xe lên đây luôn. Tốn công, giữ xe ở dưới rồi phải đi bộ lên. Ở phía dưới là vườn chè nè. Đây là cái lan can. Cái lan can để mình chụp lấy cái cảnh. Đứng xa mới thấy cái đồi, đứng gần đâu thấy cái đồi nữa đâu. Thấy cái sườn đồi. Ở phía bên trái này có mấy cái quầy bán bánh tráng, nướng khoai, chiên, nước, bán nước nữa. Một dãy luôn, xuống dưới phía cuối đường luôn. Mình sẽ vô trong này mình quay một vòng đi. Ở ngoài đi trước thì có cái đống rơm. À, có một cái tour. Bán cái tour nông trại xanh. Và ai muốn đi tour thì tới đây mua cái vé tour rồi người ta dẫn đi. Không thôi mình tự mình tham quan. Đây là quầy bán đồ khô. Những sản phẩm từ nông trại hả? Đây bán trà, có thử luôn, cũng thử luôn. Đây không gian của cái quán. Có bảng giá nè. Có không gian trên lầu nữa. Thank you.
chỗ này bán chè, bán súp chè 15.000, súp cũng 15, bắp là 15, bánh giò 17. Đây có cái chỗ ngồi cắm điện nè, sạc pin. Đây là cái đồ chè ở phía sau của quán nè. Phía này thì vắng hơn chút xíu. Đây cũng có cái lan can, có cái cầu đi ra luôn để ngồi chụp. Lại có cái ghế nữa, cái ghế cao. Có trưng bày cái máy xay cà phê nè, máy xấy cà phê. Cái này máy xay. Hai máy luôn ở phía sau nữa. Phía trên cầu thang để mình đi lên quay chút xíu là có chỗ ngồi luôn, rộng thoáng nè. Cũng có quầy bán hàng nhưng mà hình như là trên này vắng nên là người ta chưng thôi, chủ yếu là bán ở dưới. Đi ra cái hành lang, ngồi hành lang. Đây, hành lang nhìn ra cái đồi ở phía trước. Thank you.
Rồi mình đi vào trong lại đây. Đi xuống. Để thử đi phía sau với lại đi phía trước nữa. Một vòng luôn. Giá các món nước ở đây thì trà thì tầm khoảng 45-50 ngàn, cà phê thì 40-45, cà phê đen thì 30 hơn. Đây, để đi ra cái lan can phía sau này thử. Để mình đi ra lên cái đồi ở phía trước luôn. Rồi mình vòng ra lại phía trước đây, mình đi đi phía dưới này trước đi, đi mấy cái quán bán đồ trước, xong rồi mình leo lên đồi một cái mình đi xuống. Rồi, để leo lên cái đồi này một vòng thôi.
tươi. Đi chơi xe xe quá bà hả? À tiếc hả? Cảnh đẹp vì không hưởng thụ. Rồi. Lên tới ở trên luôn rồi. Tới bên trên này luôn. Trên này có cái lô cốt gì, có cái nhà. Có cái trạm phát sóng, nhưng mà cái nhà này không biết không vô được hay sao. Đây là cảnh từ ở trên đồi chè Cầu Đất. Thôi mình đi xuống, đi về hết một vòng rồi đó. Đây là cái đồi chè Cầu Đất. Xa xa kia có đồi núi rồi.
Rồi, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Rồi. Giờ mình về. Đây là đồi chè Cầu Đất. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem clip.